Ủa, em xuống đây chi vậy? Em xuống đây làm gì vậy? Ủa em xuống chi vậy? Em bị sao vậy hả? Em xuống đây làm gì vậy? Đúng rồi, nè, em xuống đây định hỏi chị cái này nè. Em quên mất tiêu rồi. Trời ơi, cái này một tuần trước chị đã dạy xong bài học này rồi, em đã làm rất tốt mà. Một tuần rồi, một tuần trước thì em nhớ, còn tuần này em không nhớ. Thôi, được rồi, vô đây. Nè, cái này á là mình không phải là nhớ thuộc lòng nha. Mình phải suy nghĩ nữa. Suy nghĩ. Mình sẽ gom hết tất cả về một mặt trước. À, em nhớ rồi. Yên tâm, đi làm công chuyện tiếp đi. Em tự làm được. Đi. Không cần phải lo cho em đâu nha. Ủa mà say làm sao? Quên mất tiêu rồi. Chị hai ơi, em lại quên mất tiêu nữa rồi. Chắc là em bị mất trí nhớ nữa rồi, phải không chị hai? Con bé này không có sao đâu. Thỉnh thoảng chị cũng bị như vậy mà. Nhưng mà những lúc như vậy á, em phải ráng nhớ. Đừng có cho qua luôn. Phải ráng nhớ. Thì mình mới nhớ lâu hơn được. Ráng nhớ. Nhưng mà hổng nhớ thì làm sao nhớ được. Hổng nhớ. Ráng lắm rồi, hổng nhớ được. Nếu thật sự anh Đăng Duy làm chuyện phạm pháp, rồi nếu anh bị bắt đi thì Mỹ Ngọc sẽ ra sao đây? Như vậy hả? Nhưng mà không nhớ. Anh Duy, anh Duy, tối nay anh phải thưởng cho em. Nhờ có em mà anh đàm phán thành công. Anh phải thưởng cho em. Tôi đã nhắc cô uống ít thôi mà. Anh Duy. Thôi, cô nằm nghỉ ngơi đi. Tôi ra bên ngoài kêu nhân viên khách sạn vô chăm sóc cho cô. Anh Đăng Duy, anh đừng có đi mà. Anh đừng có bỏ em một mình. Em yêu anh. Em rất là yêu anh luôn á. Cô thôi đi. Anh Đăng Duy, sao anh tàn nhẫn với em như vậy chứ? Em đã vì anh mà làm biết bao nhiêu chuyện. Sao anh có thể đối xử với em thu một con nhỏ giúp việc nhà anh vậy hả? Cô mệt rồi, cô nghỉ ngơi đi. Anh Duy, anh Duy, anh đứng lại đó. Anh là đồ khốn. Tôi ghét anh. Đồ khốn. Thank you.
Con chào hai bác. Con vô ở trong nhà của hai bác một thời gian cũng khá lâu rồi, mà con vẫn chưa có cơ hội để chính thức chào hỏi hai bác. Mong hai bác tha lỗi cho con. Chị Khánh Băng, chị rất xinh đẹp, cũng rất xứng đôi với anh Đăng Duy. Vậy mà chị lại mất sớm. Em là người ngoài, chỉ nghe kể thôi mà đã thấy xót xa. Huống hồ gì là người thân của chị, huống hồ gì là anh Đăng Duy. Con không biết hai bác và chị Khánh Băng có biết những việc làm không tốt của anh Đăng Duy hay không. Cho dù biết hay không, con xin mọi người hãy xui khiến làm sao cho anh ấy thức tỉnh, nhận biết lỗi lầm để kịp thời quay đầu. Chắc mọi người biết rõ mục đích của con khi tới nhà này. Con có thể lừa dối người sống, chứ làm sao giấu được người đã mất. Con xin mọi người, xin mọi người đừng có trách con. Thật lòng là con cũng không muốn đâu. Con biết là con có lỗi với tất cả những người trong gia đình này, kể cả anh Đăng Duy nữa. Nhiều lần con muốn bỏ cuộc, muốn dừng lại, nhưng mà không được. Đây là chuyện lớn, con không thể tự quyết định được rồi. Cho nên con chỉ cầu mong là anh ấy tự thức tỉnh, tự biết quay đầu. Hai bác, chị Khánh Băng, con cầu xin mọi người, con cầu xin mọi người hãy giúp anh Đăng Duy, giúp cả nhà này, mà cũng là giúp cho con nữa. Tưởng mình hay sao?
Hello, ba này con gái. Con chào ba. Ba với mẹ có khỏe không? Khỏe, ba với mẹ con lúc nào cũng khỏe. Tình hình của mẹ con á, lúc này cũng dần ổn định rồi. Con đừng có quá lo lắng. Dạ, con nghe thấy ba mẹ khỏe là con mừng lắm rồi. Mẹ đâu rồi ba? Mẹ con đang tắm. Sao, chuyện học hành của con có khó khăn gì không? Dạ không ba. Nếu có thời gian rảnh á, con nên đăng ký học thêm. Mấy cái khóa học kỹ năng cũng tốt đó con à. Chỉ cần con chuyên tâm học là ba lo hết học phí cho con. Con biết rồi ba. Khánh Hà, con có chuyện gì khó nói hay sao vậy? Dạ. Sao con? Dạ ba. Thật ra con muốn mượn ba mẹ một số tiền. Hả? Tiền? Dạ. Con gặp chuyện rắc rối hay sao? Dạ không, không phải con. Là bạn của con. Bạn con à? Bộ đi chơi với em, anh không vui hả? Sao mặt anh đăm đăm vậy? Anh muốn nói gì với em sao? Anh cứ nói đi, em nghe mà. Tiểu Quyên à, em có biết tại sao tới tuổi này Mạnh vẫn chưa có vợ, chưa có người yêu hay không? Vậy em là gì của anh? Thôi, em không có giỡn nữa, anh nói tiếp đi. Anh rất coi trọng sự nghiệp, anh sợ vướng bận, anh không muốn mất tự do. Thật lòng anh không muốn làm cho em buồn, nhưng mà em cứ ép buộc anh như vậy, làm cho anh cảm thấy anh không được thoải mái. Bao nhiêu ngày rồi chúng ta chưa gặp nhau, bộ anh không nhớ em chút nào sao? Vì em sợ anh mất nhiều thời gian, em đã cố tình tới tận công ty anh rồi, vậy mà anh lại nói là anh không thoải mái. Anh Kim, anh nói đi, em là gì của anh vậy? Tụi mình chỉ trên mức tình bạn, đang tiến dần tới tình yêu, em cũng biết điều này mà. Vậy những lúc chúng ta gần gũi nhau thì sao? Đó chưa phải là tình yêu hả? Thời đại này là thời đại đâu rồi? Tiểu Quyên à, em từng sống ở nước ngoài nhiều năm, em phải biết rõ đâu là tình dục, đâu là tình yêu chứ. Vậy còn lúc anh ân ái với em, anh nói anh yêu em là sao? Đó là... Thôi khỏi, anh không cần phải giải thích. Từ nay về sau, em sẽ không làm phiền anh nữa. Ủa, bác định lên chùa hả? Sao hôm nay bác đi trễ vậy? Hồi chiều bác thấy trong người không được khỏe, tính ở nhà, nhưng ở nhà thì lại cũng không yên tâm, bác đi chút rồi về. Dạ. Ủa, con đi đâu trễ vậy? Dạ, Mỹ Ngọc đòi ăn bánh, cho nên con chạy ra tiệm tạp hóa gần nhà để mua. Vậy rồi chú Sáu chở bác đi hả? Không, bác đi taxi. Vậy bác đi cẩn thận đó. Về sớm nha bác.
À, Vân à. Dạ. Phải chi con là con dâu của bác thì tốt biết mấy. À, trời ơi, bác, bác đừng có ghẹo con chứ. Bác nói thiệt, bác rất quý con. Con cũng quý bác mà. Bác cháu mình quý nhau như vậy là được rồi. Bác đừng có ghẹo con như vậy, con cũng biết mắc cỡ đó. Thanh Vân, con nói thật lòng cho bác biết. Dạ. Con có tình cảm gì với thằng Duy không? Ờ, trời ơi bác ơi, làm gì có chuyện đó được bác. Thật ra trong lòng con có người thương rồi, cho nên từ nay bác đừng có ghẹo con như vậy nữa nghe bác. Bác hiểu rồi, bác xin lỗi. Bác đi đi. Dạ. Sao tự nhiên bác ấy lại hỏi mình như vậy ta? Hay là mình có thái độ gì quá đáng? Đâu có, làm gì có chứ. Kỳ cục thiệt. Trời ơi, mười nói mười cãi vậy. Tôi đã nói rồi, tôi quyết định muốn đi cái chỗ này. Tôi biết rồi, thì tôi có cãi gì đâu. Nói nghe, để xong cái vụ Tiểu Quyên đi, rồi bà muốn đi đâu tôi dẫn bà đi, chứ có gì đâu. Không, tôi thấy con Tiểu Quyên nó tự tin lắm rồi. Mọi chuyện á, nó sẽ như mình mong muốn thôi. Nè nè nè, đừng có chủ quan nghe. Coi chừng chủ quan là thua đó, chứ đừng có giỡn. Mệt quá. Ê ê ê, nó về kìa, nó về kìa. Ừ. Né coi. Ê. Tiểu Quyên. Cái bà này. Con, sao con về sớm vậy con? I want to be alone. Là cái gì vậy con? Ừ, nó nói là nó mới đi uống vài lon với thằng Khiêm á. À, vậy hả? Không phải. Chứ làm sao? Con nói á là con muốn ở một mình. Hả? Con ngồi xuống đây, ngồi đây, con ngồi xuống đây. Ừ, nhưng mà... Ngồi xuống đây, cho chú Thím hỏi chuyện chút coi. Mà sao, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy con? Con sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy con? Chú Thím, con muốn ở một mình, chú Thím đừng quấy rầy con nữa. Ừ. Con... Quyên, nghe Thím hỏi, Quyên. Nè, ai quăng tu bi ở lon? Là cái gì? Hãy để cho nó yên đó. Ông giận mặt với tôi hả? Ta biết con đang chịu đựng những gì, nhưng sao con lại hành động nông nổi vậy chứ? Con thấy mình thật hèn hạ. Con thấy mình như một con rối trong tay người khác vậy. Nhưng con không muốn người khác điều khiển cuộc đời của con. Ta biết, ta hiểu lòng con. Ta càng không muốn con sẽ bị người khác đem tiền bạc ra để xỏ mũi. Nhưng con à, sống ở đời cần phải biết nhẫn nhịn. Muốn nhảy xa, bắt buộc con phải lùi lại. Con hãy nhìn vào ta đây nè. Vì cần phải đạt được mục đích mà bao nhiêu năm qua ta đã phải nhẫn nhịn, ta đã phải chịu đựng biết bao nhiêu khổ đau, buồn tủi. Con xin lỗi. Con không có lỗi gì hết. Nhưng con cần phải làm chủ được cảm xúc của mình, làm chủ được tình cảm của mình.
Nghe những gì con kể về Tiểu Quyên, ta thấy con bé ấy cũng rất thật lòng yêu thương con. Chẳng lẽ con không có một chút rung động nào với nó hay sao? Không hẳn là như vậy. Nhưng mỗi khi bên cạnh cô ấy, con có cảm giác rất khó chịu. Cô ấy và cả gia đình cô ấy muốn nắm con trong lòng bàn tay, muốn điều khiển con. Cô thấy mình như một món đồ họ yêu thích, họ bỏ tiền ra mua, họ không hề tôn trọng con. Con đâu cần phải bán mình như vậy, có đúng không? Đúng, con không cần phải bán mình. Nhưng con cũng không nên làm cho các mối quan hệ quanh mình đổ vỡ. Hơn lúc nào hết, lúc này con cần phải xây đắp cái bệ phóng cho bản thân. Bệ phóng càng kiên cố, con càng vượt lên cao. Con hiểu ý ta chứ? Thôi được rồi, con hãy nghỉ ngơi cho bình tâm lại. Rồi con hãy tìm một cách nào đó để mà xoa dịu tinh thần của con bé. Bây giờ ta phải về rồi. Không ở lại với con một chút nữa được sao? Sẽ sớm thôi. Chúng ta chỉ cần hy sinh thêm một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi. Việc cần làm hiện tại là con phải giữ chặt con bé Tiểu Quyên, nghe chưa? Mình không thể để mọi người nghi ngờ mình tới đây là có ý đồ quyến rũ anh Đăng Duy. Mới có một mình chị Thiên Kim nghi ngờ thôi, mình đã thấy phiền phức lắm rồi. Mình phải giữ khoảng cách. Nhất định mình phải giữ khoảng cách với anh. Nhưng nếu giữ khoảng cách với anh thì làm sao mình có thể hoàn thành nhiệm vụ được ta? Ôi trời ơi, biết phải làm sao đây hả trời? Sao tôi khổ dữ vậy nè? Khổ quá mà. Chị Hai ơi, chị bị làm sao vậy? Chị bị đau hả? Đâu có em. Chị chỉ giỡn thôi. Giỡn thôi, không có sao hết. Thôi sáng nay em tập như đó là đủ rồi. Bây giờ mình vô nhà tắm rửa, sắp tới giờ rồi đó. Tới giờ gì chị? Bộ chị định đi đâu hả? Em không nhớ hả? Đúng 8 giờ, mỗi buổi sáng tụi mình làm gì? 8 giờ buổi sáng mình làm gì chị? Trời ơi, sao em lại quên? 8 giờ sáng mỗi ngày là tụi mình coi phim, bộ phim mà em rất là thích đó. Sao em lại quên? Phim mình thích hả? Buổi sáng phim em thích là phim gì chị? Sao lúc này Mỹ Ngọc hay quên dữ vậy ta? Phim mình thích. Mình thích phim gì ta? Lâu quá tôi mới gặp lại cậu. Lúc trời hình như phong độ lắm rồi đó. Ông có thấy thằng nhóc này á, từ ngày nhổ giò phát tướng, dốc dáng á rất giống ông không? Nếu mà nhìn hai cái lưng, chưa biết lưng nào của ông, lưng nào của nó. Dáng dốc có thể giống, nhưng về khí chất thằng em này thua xa. Làm sao giống nổi ông trùm bất động sản được chứ? Tập đoàn Phát Đạt vẫn luôn đi hàng đầu. Em rất ngưỡng mộ và mừng cho anh. Cậu khiêm tốn làm cái gì? Mỗi người có một thế mạnh riêng. Những thành công của cậu cũng khiến tôi ngưỡng mộ lắm. Thỉnh thoảng đọc báo, xem đài, tôi vẫn nghe tin về những giải thưởng mà cậu đạt được. Một danh nhân như anh
mà cũng có thời gian quan tâm những khía cạnh đó nữa hả? Thì cũng giống như một kẻ lang bạc như cậu, mà vẫn để tâm tới sự hưng thịnh của Phát Đạt, vậy thôi. Mà nè, bao nhiêu năm lang bạc khắp nơi, cậu đã chọn cho mình được bến đỗ nào chưa? Em đâu dám vượt mặt hai anh. Đó, ông coi, thằng nhóc này lại đổ tội cho hai đứa mình nữa rồi. Em giỡn thôi, căn bản là em chưa muốn dừng chân, cho nên em chưa quan tâm đến chuyện bến bờ. Về thăm hai anh lần này là em sẽ đi theo hội nhiếp ảnh, đi một vòng Đông Nam Á. Không biết khi nào có dịp gặp lại hai anh nữa. Nè, chỉ cần biết nơi đây có nhà của cậu, và ở nơi đây luôn có hai người anh chờ đợi cậu về là tốt rồi. Phải đó, Tuấn Kiệt luôn luôn nhắc tới cậu. Em biết mà. Tiểu Quyên à, chúng ta đang ở thời đại này, em lại từng sống nhiều năm ở nước ngoài, em phải biết rõ đâu là tình dục, đâu là tình yêu chứ. Đâu là tình dục, đâu là tình yêu. Anh quá ngạo mạn rồi đó. Em không cho phép mình dễ dãi với anh. Bài học lần này em hy vọng anh sẽ ghi nhớ. Tiểu Quyên ơi, anh không biết nói gì, anh cũng không dám xin em tha thứ. Anh chỉ muốn nói với em rằng suốt đêm qua anh không ngủ được, anh cứ nghĩ mãi về em, về mối quan hệ giữa hai chúng ta. Bây giờ anh biết rõ vị trí của em trong lòng anh rồi. Em sẽ không dễ dàng tha lỗi cho anh đâu. Anh cứ cố gắng thể hiện thành ý đi, anh yêu. Sao không chịu nghe? Chưa gì hết trơn, lật đật ký hợp đồng cho nó làm chi? Hả? Hả? Thì tôi nghe lời của anh chị hai. Ba má con Quyên muốn thể hiện thành ý, kêu tôi làm vậy thôi. Chứ tôi cũng đâu có muốn đâu. Mà hơn nữa, anh chị muốn là để cho thằng Khiêm nó hiểu là mình không có ràng buộc với nó. Bằng cái chuyện đó bà có hiểu không? Giờ thì sao? Đó, nó có được hợp đồng trong tay của nó rồi đó. Nó lập tức tỏ thái độ với cháu mình rồi đó. Giận tính làm sao? Tôi cũng không biết tính làm sao hết. Mệt bà ghê á. Thiểm ơi Thiểm. Tiểu Quyên nó ra kìa. Nhà mình có gì ăn không Thiểm? Thiểm ơi, con đói bụng quá à. Nó đói bụng kìa. Thì nó biết đói bụng chứ sao. Nó là con người mà. Nó phải giống như ông. Con đói bụng. Tiểu Quyên con, để nó đi. Thiểm sẽ nấu đồ ăn cho con ăn nha. Dạ. Quyên. Dạ. Ngồi xuống.
Con nghĩ thông suốt rồi hả? Con đừng có lo, chú nhất định sẽ kiếm cho con một thằng khác đẹp trai hơn thằng Khiêm, giỏi giang hơn thằng Khiêm gấp trăm gấp ngàn lần cho con coi. What the hell? Chú tìm ở đâu ra? Trời ơi, thiếu cha gì? Con không có thèm. Hả? Con chỉ thèm anh Khiêm thôi. Nó chỉ thèm thằng Khiêm thôi. What the hell? Ông là heo á. Anh đi làm hả? Ừ. Anh Đăng Duy, tôi nói chuyện với anh một chút xíu về Mỹ Ngọc được không? Mỹ Ngọc bị làm sao? Tôi thấy lúc này Mỹ Ngọc thỉnh thoảng lại quên chuyện này chuyện khác, không có giống như bình thường. Tình trạng này xảy ra lâu chưa? Sao hôm nay cô mới cho tôi biết? Cũng hơn một tháng. Mới đầu tôi cứ nghĩ là bình thường, tại ai cũng có lúc đột ngột quên chuyện này chuyện kia. Nhưng rồi chuyện đó cứ lặp lại thường xuyên, mật độ dày hơn nữa, cho nên tôi cũng cảm thấy lo. Hay là anh đưa Mỹ Ngọc đi khám lại cho yên tâm. Cứ để đó mẹ lo. Từ nay hễ thấy Mỹ Ngọc có bất cứ biểu hiện gì khác thường, con phải nói cho bác biết liền, nghe chưa? Dạ, con xin lỗi. Từ nay con sẽ chú ý hơn. Sáng nay con có cuộc họp quan trọng, họp xong con sẽ về đưa Mỹ Ngọc đi khám lại. Con cứ lo chuyện ở công ty cho thật tốt. Việc ở nhà đã có mẹ lo rồi, mẹ không giúp gì được cho con những chuyện lớn lao bên ngoài. Không lẽ cái chuyện chăm sóc đứa con gái út mà mẹ cũng không làm nổi, cũng phải để cho con phải bận lòng hay sao? Con yên tâm đi, mẹ sẽ đưa em con đi gặp bác sĩ ngay sáng hôm nay. Dạ, vậy con nhờ mẹ. Đó là bổn phận của mẹ mà con. Con đi làm nha mẹ. Ừ, lái xe cẩn thận nghe con. Dạ con biết rồi, tôi đi nha. Thanh Vân. Dạ. Từ nay mấy chuyện đó con nói với bác là được rồi. Đăng Duy nó bộn bề công việc, đừng có làm phiền tới nó, nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi. Ủa, bác ấy bữa nay sao lạ vậy ta? Mình nói điều đó cho anh Đăng Duy biết, đâu có cần bác ấy phải tức giận tới vậy. Hay là bác ấy nghĩ mình cố tình làm như vậy để lấy lòng anh Đăng Duy? Phải rồi, có khi hôm đó bác hỏi mình là để hỏi thăm dò. Ui, anh không thể nhận số tiền này được. Khánh Hà, em cất đi. Anh Tấn à, em biết là thời gian này anh rất cần tiền, cho nên anh không thể nhận tiền của em, cho dù anh đang rất cần tiền. Bộ anh không muốn em chia sẻ phần nào khó khăn với anh sao? Khánh Hà, em đã chia sẻ với anh rất nhiều rồi. Nhờ có em mà anh có thêm động lực. Nhờ có em mà những ngày này anh tìm được niềm an ủi. Nhưng mà em còn đang đi học, em chưa có làm cái gì ra tiền hết. Anh không giúp được gì cho em thì thôi, sao anh nhận tiền từ em được? Với lại anh cũng không muốn ba mẹ của em lại nghĩ anh đến với em vì tiền. Được rồi,
Nếu con đã nói như vậy thì ba mẹ sẽ gửi tiền về cho con để giúp bạn con vượt qua cơn khốn khó. Nhưng mà con à, trong tình cảm mà có dính líu tới tiền bạc thì không hay đâu con à. Con lớn rồi, ba hy vọng con có cái nhìn sáng suốt, đừng quá tin người, giống như chị hai của con nghe con. Anh Tấn. Khánh Hà, em hiểu cho anh. Tấm lòng của em, anh và chị hai đã nhận rồi. Dạ. Tối nay anh có hẹn với đối tác, chúng ta sẽ bàn luôn dự án. Hồ sơ em đã chuẩn bị xong, anh coi qua đi. Ừ, cảm ơn cô. Cô rất là chu đáo. Nhưng mà tối nay không được uống nhiều như lần trước đâu đó. Em xin lỗi anh, em sẽ không để cho anh mất mặt một lần nữa đâu. Ừ, tốt. Anh cho em mượn điện thoại của anh đi. Để làm gì? Mượn đi mò. Anh đọc đi rồi biết. Em xin phép nha. Qua phòng tôi liền đi. Dạ, em qua liền. Vào đi. Cô ngồi đi. Dạ. Anh gọi em. Mục đích của cô là gì? Là em đang nhắc nhở anh cảnh giác đó. Nếu như cô thấy việc ở công ty quá rảnh rỗi thì ngay lập tức tôi sẽ giao việc thêm cho cô làm. Cô dẹp ngay mấy cái trò dớ dẫn này đi. Đăng Duy à, em biết trong lòng anh đang nghĩ em làm như vậy là để chia rẽ anh với lại Thanh Vân. Em không giấu chuyện em không thích Thanh Vân ở gần bên anh. Nhưng mà việc này là em thật sự lo lắng cho Mỹ Ngọc mà. Anh nghĩ đi, từ nhỏ đến lớn Mỹ Ngọc có chịu ngủ chung phòng với ai đâu. Vậy mà tự nhiên đòi ngủ chung giường với Thanh Vân. Em nghi ngờ chính Thanh Vân đã xúi giục. Nếu cô thật lòng lo cho Mỹ Ngọc thì tôi rất cảm ơn. Nhưng Thanh Vân là người như thế nào tôi hiểu rõ hơn cô. Anh hiểu cô ta hả? Quan hệ giữa hai người đã đi tới mức nào rồi mà anh khẳng định là anh hiểu cô ta chứ? Đi tới mức nào, tôi có cần phải báo cáo với cô không? Tôi nhắc lại một lần nữa, những việc ở nhà tôi không cần cô phải để tâm tới. Anh... Cô ra ngoài đi. Con Tiểu Quyên nhà tôi không có gặp cậu nữa đâu. Kìa ông, đừng có như vậy mà. Mình còn chưa biết giữa hai đứa xảy ra chuyện gì. Nặng lời với cậu Khiêm tôi e là thất lễ đó. Thất lễ cái gì chứ? Bà cũng biết Tiểu Quyên nhà mình là một đứa như thế nào mà. Nó thương cậu Khiêm rất là thật lòng. Vậy mà cậu đã làm gì với nó khiến nó đau lòng tới mức hai ngày nay nó bỏ không ăn uống cái gì hết. Cậu có biết tôi là chú của nó, tôi xót ruột dữ lắm hay không hả? Dạ, tất cả là lỗi của con. Hôm nay con tới đây, con muốn xin lỗi Tiểu Quyên. Khỏi xin lỗi gì đi.
tiểu quyên nhà tôi canh vàng lá ngọc. Cậu làm cái gì khiến nó tổn thương tới mức độ đó hả cậu Khiêm? Ông à, chuyện tình cảm trai gái giận hờn với nhau ai mà biết được. Mình cũng không nên can thiệp sâu quá. Với lại tính tình của tiểu quyên ra làm sao ông không biết ha. Nó nhốt mình ở trong phòng á, nhịn ăn nhịn uống dài ba ngày rồi là nó quên nè. Nó quên quất đi cái mối tình này hả? Nó sẽ trở lại bình thường thôi. Dạ, tất cả là lỗi của con. Con không nên vì áp lực công việc mà có những lời nói không hay làm cho tiểu quyên buồn lòng. Con nhờ chú Thím chuyển lời giùm. Con sẽ tới đây mỗi ngày. Khi nào cô ấy tha lỗi cho con thì thôi.